Chào mừng quý vị trở lại với Sống Khỏe Sống Tốt. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Uống mật ong cùng thứ này đại bổ gan thận cộng 20 năm thọ. 2. Cả làng truyền tay nhau ăn 5 loại rau mọc dại để diệt sạch ung thư, đánh bay đống bệnh, sống thọ 120 tuổi. 3. 7 loại rau thơm sánh ngang thần dược, ngăn ngừa ung thư, tiêu trừ bệnh tật, người nước ngoài bỏ tiền triệu đi săn lùng. Sau đây là nội dung chi tiết. Uống mật ong cùng thứ này đại bổ gan thận cộng 20 năm thọ. Quý vị thân mến, từ xa xưa thì ông bà chúng ta đã biết tận dụng mật ong để điều trị bệnh và bồi bổ sức khỏe. Đặc biệt trong những ngày lạnh giá, mật ong lại càng có nhiều cơ hội để phát huy công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Theo các chuyên gia đông y, mật ong có vị ngọt, tính bình, có tác dụng ích khí, bổ hư tổn, thanh nhiệt, nhuận táo, giải độc, giảm đau, sát trùng. Đặc biệt, nếu biết kết hợp mật ong với ba thứ sau đây thì càng làm tăng gấp bội những công dụng tuyệt vời của nó cho sức khỏe, từ đó kéo dài tuổi thọ. Vậy cụ thể đó là những loại thực phẩm nào và cách kết hợp ra sao thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Cách số 1, kết hợp mật ong với chả lá sen. Nếu từ trước đến nay quý vị và các bạn chỉ quen uống chả lá sen một mình thì hãy thử một lần kết hợp chả lá sen cùng với mật ong. Bảo đảm quý vị và các bạn sẽ phải bất ngờ với hương vị cũng như lợi ích mà thứ đồ uống này mang lại. Khi mật ong kết hợp với chả lá sen sẽ nâng cao hương vị của thức uống này, không những thế còn cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chả lá sen mật ong có công dụng giải hỏa, thanh nhiệt, dưỡng ẩm cho làn da bị khô rất hiệu quả. Do chất alkaloid có trong lá sen giúp chả lá sen có tính năng làm mát, giải nhiệt, giải độc cho gan. Lá sen là một loại dược liệu có tác dụng xua tan tính ẩm, giúp bổ tỳ vị, thanh nhiệt, nhuận tràng, rất phổ biến trong các loại thuốc hỗ trợ đào thải mỡ nội tạng. Trong khi đó, mật ong có chứa nhiều vitamin và một số chất chống oxy hóa, vừa giúp làm đẹp da lại có tác dụng trừ mỡ thừa hiệu quả. Trong lá sen có chứa một hợp chất gọi là romarin, có tác dụng kháng khuẩn, ngừa đông máu, trị hen suyễn giảm đau, sát trùng và chống loãng xương. Còn mật ong thì có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, làm chậm quá trình lão hóa, thải độc gan thận, ngừa bệnh tật hiệu quả, từ đó có thể tăng cường tuổi thọ. Cụ thể, quý vị và các bạn hãy rót chả lá sen ra cốc, đợi nhiệt độ hạ đến khi còn ấm thì hòa vào khoảng một muỗng cà phê mật ong. Lưu ý là nên dùng muỗng gỗ để không ảnh hưởng đến công dụng của mật ong. Đều đặn uống thức uống này, đặc biệt là uống vào buổi sáng mỗi ngày, sẽ phát huy tối đa công dụng mang lại. Cách số 2, mật ong kết hợp với gừng. Như chúng ta đã nghe nhiều thì cả mật ong và gừng đều là những nguyên liệu có tác dụng trị bệnh tốt. Theo đông y, gừng tươi còn có tên gọi là sinh hương, có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn, long đờm, thường được sử dụng để chữa các chứng phong hàn và kích thích tiêu hóa. Chính vì vậy, mật ong kết hợp với gừng sẽ trở thành một thức uống cực kỳ phù hợp cho mùa đông, giúp tăng cường sức khỏe một cách toàn diện. Khi kết hợp với nhau, gừng mật ong sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy lùi cảm lạnh, giảm nôn mửa. Phụ nữ dùng hỗn hợp gừng mật ong sẽ có tác dụng xóa nếp nhăn và làm trắng da. Còn đàn ông khi sử dụng sẽ giúp khỏe thận, cải thiện chức năng sinh lý. Nó cũng có thể ngăn ngừa cảm lạnh và cúm trong mùa lạnh. Quý vị và các bạn có thể bằm nhuyễn hoặc thái bằm gừng rồi ngâm ngập trong mật ong. Và mỗi buổi sáng, quý vị và các bạn hãy lấy khoảng một muỗng cà phê hỗn hợp này hòa cùng một cốc nước ấm và uống. Khi uống có thể nhai cả gừng để tăng cường công hiệu giữ ấm cho cơ thể. Cách số 3, mật ong kết hợp cùng tỏi. Tỏi là một nguyên liệu rất phổ biến trong nhiều món ăn của người Việt. Tỏi khi ăn kèm với mật ong vào buổi sáng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là tác dụng giảm cân, giải độc cơ thể. Thức uống này có thể mang lại rất nhiều lợi ích trong việc chống lại cảm lạnh và cúm, do tỏi chính là kho tàng chứa các hợp chất kháng sinh tự nhiên và kháng sinh nấm như allicin và arugen. Không chỉ bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của bệnh tật, mà trong thời tiết lạnh, tỏi còn điều trị cảm lạnh và ho thông thường. Cách ngâm và sử dụng tỏi mật ong tương tự như với gừng, tùy vào mục đích sử dụng mà quý vị và các bạn có thể sử dụng một trong hai hoặc sử dụng xen kẽ để mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Cả làng truyền tay nhau ăn 5 loại rau mọc dại để diệt sạch ung thư, đánh bay đống bệnh,
sống thọ 120 tuổi. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Quý vị và các bạn thân mến, rau xanh là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày. Theo góc nhìn của các chuyên gia, rau xanh vốn đã tốt, nhưng với 5 loại rau dại này thì còn tốt hơn tất cả, bởi chúng có thể ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả, đánh bay được cả tá bệnh tật mà y học hiện đại cũng còn đang gặp khó khăn. Những ai muốn sống khỏe sống tốt thì nhất định phải biết đến 5 loại rau sau đây. Vậy cụ thể đó là những loại rau nào và mang lại lợi ích sức khỏe ra sao? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu. Loại rau số 1, rau diếp cá. Ngày xưa thì người dân của chúng ta nhìn thấy loại rau này mọc dại đầy đường, khi hái về ăn thì thấy có hương vị tanh rất đặc trưng nên đặt tên là rau diếp cá. Sau này y học phát triển hơn thì đã nghiên cứu ra rất nhiều dược tính của loại rau này và ứng dụng chúng vào trong sản xuất thuốc bổ. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời mà rau diếp cá đem lại cho lợi ích sức khỏe của chúng ta. Công dụng số 1, hạ sốt. Trong dân gian thì từ lâu mọi người đã truyền tai nhau về công dụng hạ sốt cực nhanh của rau diếp cá. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh thì rau diếp cá có tính bình, giúp thanh nhiệt cơ thể, sát khuẩn những ổ viêm, giúp chúng ta hạ sốt nhanh chóng. Đặc biệt là chúng rất thích hợp và an toàn khi điều trị sốt ở trẻ nhỏ. Công dụng số 2, điều trị bệnh sỏi thận. Sỏi thận là một căn bệnh phổ biến mà người Việt Nam mắc phải rất nhiều. Trước đây khi điều trị y tế còn rất đắt đỏ thì việc điều trị sỏi thận vô cùng tốn kém, nên trước đây người dân thường truyền tai nhau cách điều trị căn bệnh sỏi thận bằng cách sử dụng rau diếp cá. Các bác sĩ cho biết rau diếp cá có chứa một lượng lớn chất colchicin và các hợp chất vô cơ khác nên có tác dụng lợi tiểu. Thêm vào đó, chúng kích thích đẩy những hạt sỏi nhỏ ra bên ngoài theo đường nước tiểu. Chính vì vậy, đây là loại nguyên liệu dùng để hỗ trợ điều trị sỏi thận hữu hiệu. Công dụng số 3, trị bệnh tiểu đường. Thêm một công dụng thần kỳ nữa là rau diếp cá là loại thần dược giúp trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Chất ethanol có trong rau diếp cá có khả năng làm giảm lượng đường trong máu của chúng ta một cách đáng kể. Không chỉ vậy, rau còn giúp ổn định lượng đường huyết trong máu. Theo một nghiên cứu thì việc uống nước rau diếp cá liên tục trong 3 tuần có thể làm giảm lượng đường trong máu về ngưỡng an toàn. Do đó, loại rau này được xem là một vị thuốc tiềm năng đối với các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Công dụng số 4, giải độc gan hiệu quả. Trước tình hình tiệc tùng liên miên, thường xuyên uống rượu bia khiến gan tích tụ độc tố, cơ thể nặng nề mệt mỏi, thì các chuyên gia cho biết rau diếp cá là một loại thần dược rất tốt cho gan. Trong rau diếp cá có chứa nhiều vitamin và khoáng chất mang đến cho chúng ta tác dụng giải độc gan, giảm mỡ máu, giải nhiệt hiệu quả, giúp chúng ta mát gan thanh nhiệt cơ thể, rất tốt cho những người bị nóng trong người. Quý vị khán giả nào đang gặp vấn đề về gan hoặc nam giới thường xuyên uống rượu bia thì rau diếp cá thực sự là một cứu tinh cho làn da của chúng ta, giúp lá gan khỏe mạnh hơn. Công dụng số 5, bảo vệ thị lực. Chưa dừng lại ở đó thì ăn rau diếp cá còn giúp chúng ta ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng vô cùng hiệu quả. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Lan, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, thì trong rau diếp cá có chứa desantin rất có lợi đối với việc cải thiện thị lực. Nó có đặc tính chống oxy hóa rất tốt trong phòng ngừa đục thủy tinh thể. Theo đó thì để cho đôi mắt sáng khỏe hơn mỗi ngày, quý vị và các bạn hãy thêm rau diếp cá vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Công dụng số 6, chữa bệnh trĩ. Một công dụng nữa của rau diếp cá là chữa bệnh trĩ hiệu quả và nhanh chóng. Có lẽ quý vị và khán giả nào đang mắc phải căn bệnh này sẽ hiểu cảm giác khó chịu đứng ngồi không yên là như thế nào. Nhiều người bị căn bệnh này đã dùng đủ thứ thuốc, tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng mà không có tiến triển gì. Cho đến khi biết đến lợi ích chữa bệnh trĩ của rau diếp cá thì nhiều người đã có thể chữa khỏi hoàn toàn. Theo nhiều nghiên cứu, trong cây diếp cá có chứa các chất có khả năng làm bền thành tĩnh mạch. Ngoài ra thì nó còn có chứa hoạt chất decalogen, acetaldehyde có tác dụng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa tình trạng viêm, nhiễm khuẩn và sưng mũi trĩ. Cùng với tính mát, chúng sẽ là thần dược số 1 để chữa bệnh trĩ. Quý vị và các bạn
Chỉ cần chuẩn bị một nắm rau diếp cá tươi, sau đó chúng ta thực hiện ăn rau diếp cá hàng ngày, kết hợp với cách xông và đắp tại chỗ là sẽ thấy tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể. Mặc dù diếp cá rất tốt, tuy nhiên khi dùng thì quý vị và các bạn nên lưu ý một số điều sau đây để tận dụng lợi ích và tránh những tác hại không mong muốn khi sử dụng. Đầu tiên là chúng ta nên ưu tiên sử dụng rau tươi vì chất dinh dưỡng và hoạt chất bên trong rau tươi sẽ có nhiều hơn những loại rau đã được phơi khô hoặc đã bị héo. Trước khi sử dụng thì nên rửa sạch và ngâm nước muối để tránh nhiễm ký sinh trùng. Quý vị và các bạn cũng không nên quá lạm dụng nếu chưa có sự cho phép của bác sĩ. Trong trường hợp chúng ta sử dụng nhưng triệu chứng không được cải thiện thì nên đi khám để chắc chắn về tình trạng bệnh của mình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng cần duy trì chế độ ăn uống khoa học trong thời gian sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh. Loại rau số 2, rau lang. Loại rau số 2 được mệnh danh là nữ hoàng chữa ung thư chính là rau khoai lang. Nói đến khoai lang thì thông thường người ta chỉ nghĩ đến lợi ích của củ khoai chứ không mấy ai để ý đến lá của rau khoai lang vì nghĩ nó chẳng có tác dụng gì cả. Vì điều đó mà nhiều gia đình chỉ sử dụng cho lợn gà ăn mà không hề nghĩ đến sử dụng nó làm loại rau ăn hàng ngày. Tuy nhiên, quý vị và các bạn không biết rằng ở nước ngoài thì rau khoai lang được xếp vào danh sách những loại rau hạng sang trong những nhà hàng lớn, được ví như một loại rau thần dược bổ hơn cả nhân sâm và có giá cả đắt đỏ, có công dụng chữa hàng tá bệnh nguy hiểm. Tiếc là người Việt chúng ta chưa biết nên thờ ơ bỏ phí. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình cho biết rau lang có nhiều lợi ích, cụ thể như sau. Công dụng số 1, phòng chống bệnh tim mạch và đột quỵ. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra lutein và desantin có trong rau lang rất có ích cho việc phòng chống bệnh tim mạch và đột quỵ. Bằng chứng từ thực nghiệm cho thấy lutein từ dinh dưỡng trong rau lang sẽ làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt. Chưa dừng lại ở đó thì việc ăn rau lang có giúp chúng ta phòng ngừa căn bệnh táo bón. Đây có lẽ cũng là công dụng được biết đến phổ biến nhất của loại rau này. Đối với trẻ em hoặc những người thường xuyên bị táo bón thì nên ăn rau khoai lang thường xuyên hơn. Lý giải cho điều này thì các chuyên gia cho biết không chỉ có củ khoai mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng giúp chúng ta chữa táo bón hiệu quả. Phần lá của rau khoai lang có chứa rất nhiều chất xơ. Chất xơ này sẽ giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón rất tốt. Công dụng số 2, phòng chống bệnh tiểu đường. Theo thống kê của Hội Đái Tháo Đường Thế Giới, trung bình mỗi giờ trên thế giới có thêm 1.000 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và cứ mỗi 8 giây thì có một người tử vong do căn bệnh này gây ra. Bệnh tiểu đường thì vẫn được coi là đại dịch không lây nhiễm đáng báo động trên toàn cầu. Vì vậy, chúng ta không nên thờ ơ với chúng mà cần phải phòng ngừa ngay từ bây giờ. Đơn giản nhất là thông qua việc ăn uống. Và có lẽ cũng chẳng ai ngờ được rau khoai lang lại chữa được cả bệnh tiểu đường, bởi lá rau lang có đặc tính làm giảm đường huyết. Ở phần đọt rau có chứa một chất gần giống với insulin. Do đó thì những người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau khoai lang non sẽ thấy được tình trạng bệnh của mình cải thiện đáng kể. Còn đối với những người khỏe mạnh thì ăn rau lang sẽ giúp phòng chống nguy cơ nhiễm bệnh, từ đó sẽ khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Công dụng số 3, trị bệnh xương khớp. Có lẽ chỉ có những ai đang đau xương khớp thì mới hiểu được nỗi khổ của căn bệnh này. Thậm chí mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để mua thuốc uống và xoa bóp. Băng bó cũng không đỡ được mà bệnh cứ dai dẳng năm này qua năm khác, khiến cho người bệnh vô cùng khó chịu. Tuy nhiên tới nay, quý vị và các bạn có thể bớt được phần nào lo lắng về căn bệnh này bởi trong rau khoai lang có chứa chất beta-cryptosanin. Đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mãn tính, tập khớp, viêm khớp và còn có tác dụng tăng cường độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Theo đó thì những người bị đau xương khớp có thể sử dụng rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Công dụng số 4, phòng ngừa bệnh ung thư. Có thể quý vị và các bạn đã nghe đâu đó về thông tin này rồi hoặc lần đầu tiên biết đến. Tuy nhiên thì dù có thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận được lợi ích thần kỳ mà do rau lang mang lại cho sức khỏe. Trên thực tế, y học hiện nay dù đã phát triển nhưng vẫn chưa có phương thuốc nào để điều trị bệnh ung thư một cách triệt để. Tuy nhiên, rau khoai lang lại có thể ngăn chặn được căn bệnh quái ác này.
Theo thành phần dinh dưỡng thì rau khoai lang rất giàu các nguyên tố vi lượng, có khả năng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chất sắt từ lá khoai lang có tác dụng chống ung thư mạch với các tế bào ung thư ruột kết, ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế phòng bệnh nhờ vào polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ của tế bào sinh thành mạch. Tin rằng với những lợi ích tuyệt vời này thì từ nay trở đi sẽ chẳng còn ai bỏ phí loại rau thần do trời ban này nữa. Nhìn chung thì rau khoai lang rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng không nên tùy ý ăn một cách vô độ để tránh gây ảnh hưởng rất sâu đến. Để cân bằng dinh dưỡng, quý vị và các bạn nên ăn rau lang kèm với các loại thịt. Quý vị và các bạn cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì sẽ dễ gây ra căn bệnh sỏi thận. Khi cơ thể bị đói thì tuyệt đối không nên ăn rau lang bởi nó sẽ khiến lượng đường huyết trong máu bị hạ xuống thấp. Nếu muốn điều trị táo bón, nhuận tràng hiệu quả thì quý vị và các bạn hãy ăn rau lang tươi luộc chín, không nên ăn rau luộc tái hoặc sống bởi nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Trong trường hợp muốn ăn phần nước luộc thì nên luộc lại rau lần hai bởi nước luộc lần đầu sẽ có vị chát đắng. Loại rau số 3, rau má. Nếu như trước đây rau má được biết đến là một loại rau mọc dại, chẳng cần trồng thì hiện nay điều đó đã thay đổi. Loại rau này thường được dùng để chế biến trong các món ăn hoặc dùng để đun nước uống, mang lại những hiệu quả tích cực cho sức khỏe. Theo đông y, rau má có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp tiêu sữa. Bên cạnh đó, ăn rau má thường xuyên còn giúp cơ thể chúng ta đào thải độc tố, giúp cơ quan nội tạng hoạt động trơn tru hơn. Các chuyên gia cho rằng vì loại rau này có tính hàn nên tác dụng của nó là dưỡng ẩm tốt. Uống nước rau má là cách để thanh lọc, giải độc, làm nhuận gan, giúp gan thải độc tố ra bên ngoài để thuận lợi cho các cơ quan bên trong cơ thể khỏe mạnh, hoạt động hiệu quả hơn và cơ thể của chúng ta cũng sẽ có được làn da mịn màng hơn. Đây được xem là một trong những tác dụng lớn của việc uống nước ép rau má thường xuyên. Uống nước rau má cũng sẽ giúp chúng ta kích thích được hệ tuần hoàn, tăng lưu thông oxy cho các bộ phận bên trong cơ thể. Các bộ phận này sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra thì nhờ những chiết xuất trong rau má, quá trình cường hóa thành mạch máu và mao mạch sẽ hiệu quả. Hệ tuần hoàn của chúng ta từ đó cũng sẽ được tối ưu đáng kể. Những dưỡng chất trong rau má sẽ kích thích hệ bài tiết hoạt động thải độc tố, thậm chí là chất béo dư thừa tích lũy bên trong cơ thể sẽ được đào thải ra bên ngoài. Nhờ cơ chế này thì uống nước rau má sẽ giúp cơ thể chúng ta săn chắc, thon gọn hơn. Ngoài ra thì uống nước rau má thường xuyên còn giúp chúng ta tránh được tình trạng như táo bón, vàng da, mụn nhọt, rôm sảy, trí nhớ và thị giác cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Loại rau số 4, rau đay. Rau đay thì có lẽ đã trở thành một loại rau quá đỗi quen thuộc trong bữa ăn của gia đình Việt Nam. Có lẽ canh cua nấu rau đay cũng là món ăn yêu thích của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bổ sung rau đay vào chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như đau tim, đột quỵ. Rau đay thì có tác dụng làm mát, tiêu khát, giải nhiệt. Vì có nhiều nước và chứa chất nhầy nên có lợi ích cho việc giải nhiệt. Tính hàn của rau đay sẽ giúp hóa giải mọi hiện tượng nóng trong. Trong rau đay còn có chứa nhiều polysaccharide. Chất này sẽ làm tăng nhu động ruột, chống ứ động chất thải trong cơ thể. Chất nhầy trong rau đay còn có tác dụng bôi trơn, dẫn đến thúc đẩy tiêu hóa. Các loại đường trong rau đay không được cơ thể hấp thu sẽ được giữ lại trong nước và làm mềm phân, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Rau đay có những hoạt chất vận động tim mạch nên có tác dụng làm tăng số lượng nước tiểu, có tác dụng kháng viêm và giải viêm nhiễm đường tiết liệu. Cùng với đó thì loại rau này cũng có tác dụng tiêu thũng nên nước tiểu của chúng ta sẽ dễ dàng được đào thải ra bên ngoài. Chính vì vậy những người bị bí tiểu, tiểu đau, tiểu rắt nên ăn rau đay thường xuyên để tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể. Ngoài ra thì ăn rau đay thường xuyên cũng là một cách tốt giúp chúng ta tăng cường thể lực, làm chậm sự khởi phát của một số căn bệnh về mắt, bao gồm cả thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Quý vị và các bạn có thể chế biến rau đay thành những món canh thơm ngon bổ dưỡng như rau đay nấu cua, nấu tôm, rau đay mướp mồng tơi hay nấu với thịt cũng rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau số 5, rau sam. Loại rau số 5 mọc dại đầy đường tại Việt Nam
có hàng tá lợi ích cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết chính là rau sam. Không biết ở đây có quý vị khán giả nào còn chưa biết đến cây rau sam không? Có thể là do đặc điểm vùng miền mà nhiều nơi gọi loại rau này là mã xỉ hiện hoặc mã xỉ thái trường thọ. Loại cây này mọc nhiều ở vùng nông thôn. Ngoài công dụng là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng thì cây rau sam còn là dược phẩm với nhiều công dụng cho sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian, cây rau sam có vị chua và không có độc, có tính lạnh và được sử dụng trong các bài thuốc cụ thể sau. Đầu tiên, đó là phòng ngừa bệnh gút. Quý vị và các bạn chỉ cần sử dụng nước sắc rau sam để thay cho nước lọc, sử dụng liên tục khoảng 30 ngày và kết hợp cùng với thuốc trị bệnh gút là sẽ đỡ hẳn. Để trị ho thì quý vị và các bạn lấy từ 1 đến 2 nắm rau sam, chúng ta đem giã nát, lấy nước cốt để dùng. Thêm vào đó thì người bệnh nên kết hợp cùng với rau sam luộc, xào hoặc là nấu canh. Nếu muốn chữa bệnh trĩ thì chỉ cần lấy 300 đến 350 g rau sam tươi, đem rửa sạch nhiều lần với nước rồi nấu lấy rau để ăn. Nước để sông hoặc ngâm hậu môn. Quý vị và các bạn thực hiện mỗi ngày một lần để cải thiện bệnh trĩ. Nếu muốn trị đau răng thì quý vị và các bạn sử dụng nước cốt sắc đặc từ rau sam tươi để ngâm và súc miệng, giúp cải thiện tình trạng đau răng. Để trị nổi mề đay, mẩn ngứa, phát ban, chúng ta chỉ cần lấy một nắm cây rau sam rửa qua nhiều lần với nước để loại bỏ lớp bụi bẩn và tạp chất. Sau đó chúng ta giã nát toàn bộ rau sam và chắt lấy phần nước cốt để uống. Phần bã còn lại chúng ta sẽ trả sát lên vùng da bị tổn thương. Quý vị và các bạn thực hiện mỗi ngày một lần để cải thiện bệnh lý về da. Để trị hôi miệng và lở loét, quý vị và các bạn lấy rau sam rửa sạch và giã, lấy nước để bôi lên lưỡi hoặc vị trí đang lở loét. Hoặc có một cách khác là sử dụng nước rau sam sắc đặc để súc miệng, giúp cải thiện tình trạng lở loét, hôi miệng của mình. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 7 loại rau thơm sánh ngang thần dược, ngăn ngừa ung thư, tiêu trừ bệnh tật, người nước ngoài bỏ tiền triệu đi săn lùng. Thứ nhất, tía tô. Tía tô còn được biết đến với tên gọi là tử tô, xích tô, bạch tô. Toàn bộ cây tía tô đều có tác dụng chữa bệnh. Lá có vị cay, tính âm, tác dụng tiêu đờm, làm ra mồ hôi. Quả tía tô có tác dụng khử đờm, hen suyễn, tê tấp. Hạt tía tô chứa táo bón, mộc tinh. Người ta sử dụng cháo tía tô ăn nóng để trị chứng cảm cúm, cảm lạnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá tía tô còn chứa một lượng lớn lutein. Thành phần này có bản chất tương tự như chất chống oxy hóa flavonoid. Ngoài ra, các hợp chất triterpen và acid romarinic cũng có nhiều trong tía tô. Những chất này đã được nghiên cứu là có thể chống lại các tế bào ung thư tiềm ẩn trong cơ thể. Thứ hai, húng chanh. Húng chanh còn được gọi là rau tần, vị chua the, thơm hăng, tính ấm, có tác dụng giải cảm, tiêu đờm, khử độc, trị cảm cúm, lạnh phổi. Bạn có thể dùng 12 lá húng chanh, 10 lá tía tô rửa sạch và sắc lên nước uống để trị chứng hen suyễn. Đem húng chanh hấp chung với lá hẹ, mật ong cho trẻ uống, có tác dụng làm sạch miệng, trị ho. Ngoài ra, trong húng chanh có chứa hàm lượng cao các vitamin A, B, C, 6 và một lượng nhỏ acid ascorbic. Những hoạt chất này giúp tăng cường thể lực, cải thiện tình trạng thoái hóa điểm vàng và hệ miễn dịch của cơ thể. Thứ ba, thì là. Thì là còn được gọi là thời là, đông phong. Theo cuốn Nam Dược Thần Hiệu, hạt thì là có vị cay, tính ấm, không độc, tác dụng bổ thận, mạnh tỳ, tiêu chướng, trị đau răng, đau bụng. Loại gia vị này thường được sử dụng để nấu các món với cá. Các món điển hình như cá nấu cải chua thì là, canh chua cá dưa thì là. Thì là thời cổ đại đã được sử dụng để điều trị đau bụng ở trẻ sơ sinh và các bệnh về tiêu hóa, cũng như hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Cả hạt và lá của cây thì là đã được ghi nhận rất giàu một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, bao gồm chất flavonoid là hợp chất thực vật này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số dạng ung thư. Thứ tư, bạc hà. Đây là gia vị rất gần gũi trên mâm cơm và thường được sử dụng như một loại rau ăn sống với các món nướng. Bạc hà cũng là loại cây có tác dụng chữa cảm cúm hữu hiệu. Ngoài ra, rau thơm này còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chữa đầy hơi, thấp khớp, nấc cụt, trị viêm xoang nhẹ. Tinh dầu trong lá bạc hà có thể làm dịu các vết côn trùng cắn. Không những thế, ngửi tinh dầu bạc hà có thể làm dịu cơn hen suyễn nhẹ. Tuy nhiên,
phụ nữ mang thai nên cẩn trọng khi dùng vì có thể gây sảy thai. Thứ năm, rau răm. Rau răm còn được gọi là thủy liễu, hương lục. Theo đông y, loại rau này có vị cay, tinh âm, không độc và được dùng để trị rắn cắn, chàm ghẻ, mụn trĩ, kích thích tiêu hóa. Có thể dùng 15-20g cả thân và lá rau răm tươi, rửa sạch, vắt lấy nước cốt uống hàng ngày để trị chứng tiêu hóa kém. Không chỉ là một loại gia vị dùng trong các món ăn ngon, rau răm còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Rau răm có chứa flavonoid, một chất chống oxy hóa rất tốt, giúp ngăn chặn tình trạng lão hóa và ngăn tế bào ung thư phát triển. Bên cạnh đó, nó còn nhiều lợi ích với sức khỏe, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, trừ phong hàn, hoạt huyết tiêu độc và tiêu viêm. Rau răm khá lành tính, không độc. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều lại không tốt cho khí huyết, đặc biệt là phụ nữ. Chính vì vậy, bạn nên sử dụng với lượng vừa phải và không dùng quá thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Thứ sáu, rau mùi. Rau mùi còn được gọi là ngò ta. Theo đông y, loại rau có vị cay, tính âm, không độc, tác dụng tiêu thức ăn, trị phong tả, thông đại tiểu tiện, phá môn độc, trị các chứng động, sởi, khó mọc. Nhai kỹ rau mùi với rau húng chanh và nuốt lấy nước có thể trị chứng loét niêm mạc lưỡi. Một nghiên cứu dựa trên kết quả những người mắc tiểu đường khi một tháng tiêu thụ rau mùi cho thấy lượng đường trong máu của họ trở nên ổn định hơn. Việc này chứng tỏ tác dụng của rau mùi trong việc kiểm soát lượng đường trong máu là rất tốt. Trong rau mùi rất giàu vitamin A, C. Các loại vitamin này có tác dụng hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, chiết xuất hạt mùi còn chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm và làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư phổi. Thứ bảy, cây răng cưa. Cây răng cưa hay còn gọi là mùi tàu, ngò gai. Theo đông y, loại rau này có vị the, tính ấm, mùi thơm mát, tác dụng khử thất nhiệt, thanh uế, mạnh tỷ vị. Loại rau này thường được sử dụng để nấu canh hầm củ quả, canh xương thêm gia vị mùi tàu, rau mùi, rau ngổ, ăn rất ngon và bổ dưỡng. Cây răng cưa còn có một số tác dụng khác như trị mụn bọc, hạ cholesterol trong máu, trị viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Do đó, rau răng cưa là một dược phẩm tuyệt vời trong dân gian và được khuyên sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày để hỗ trợ phòng ngừa bệnh. Dựa vào công dụng thần kỳ là những loại rau thơm kể trên mang lại, quý vị và các bạn hãy thường xuyên bổ sung những loại rau này trong bữa ăn hàng ngày để có được những công hiệu tốt, phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung thư cũng như những căn bệnh nguy hiểm khác. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.